Cơ sở Lan Rừng Ngọc Biển xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người những loại lan mới đẹp mà hôm nay em cập nhật về để chia sẻ cho mọi người. Và trước khi giới thiệu báo giá những mặt hàng lan thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng của tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó. Và hai số điện thoại để liên hệ trực tiếp đặt hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 và số 0967615815 nhé các bạn. Đó. Và hình thức bán hàng của chúng em thì chúng em sẽ tiếp nhận đơn hàng trực tiếp từ các bạn gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp vào hai số điện thoại đấy cho chúng em. Rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng, chốt đơn hàng và gửi lan đi cho các bạn khắp toàn quốc luôn ạ. Đó. Và em sẽ gửi hàng COD là nhận hàng thanh toán tiền nhé các bạn nhé. Thì sẽ có bên nhân viên bưu điện hoặc nhân viên giao hàng, họ sẽ giao hàng tận tay cho các bạn. Rồi các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng đó nhé. Đấy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu báo giá chi tiết những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có luôn. Và giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay có rất là nhiều loại lan. À, chắc phải có trên 30 loại lan đó các bạn ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em cập nhật về. Như các bạn đang thấy đấy. Đó. Ở góc này đây nó là lan đơn cam nhưng mà em hết hàng rồi các bạn ạ. Lan đơn cam này có khách đặt hết hàng rồi. Ở đây em giới thiệu về những cây lan đai châu nhé các bạn. Đấy, đây là những cái lan đai châu mà có giá là 200.000 một cây như này nhé các bạn. Mỗi một cây đều được trồng ở trong một cái chậu như này. Đây là đai châu của Thái nhé các bạn. Đai châu Thái ạ. Thì đai châu Thái thì màu hoa rất đa dạng. Thì nó sẽ gồm có cả màu đỏ sắc pháo, màu đỏ đốm, rồi màu vàng, màu trắng nhé các bạn nhé. Nó có với tới 5 loại màu cơ. Đó. Thì mỗi cây trồng trong một chậu như này là có giá là 200.000 nhé các bạn. Đó. Đấy. Và em còn có một loại đai châu này nó cũng được cũng có giá là 200.000 thôi nhưng mà được trồng ở trên bảng như này. Đấy. Nên là trong lúc đặt hàng thì các bạn thích đặt loại ở trên bảng hoặc là loại trong chậu thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng em để đặt hàng theo cái yêu cầu của mình nhé. Thì cho dù là loại ở trong chậu hay là loại trên bảng thì nó đều có giá là 200.000 một cây nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là em còn một ít về cái dáng hương tam bảo sắc là dòng lan đột biến nhé các bạn. Nó là dòng lan đột biến mà được bên Thái họ lấy giống về họ trồng. Họ nhân giống bằng công nghệ cấy mô nên là sản xuất ra được cái số lượng là tương đối nhiều và được cái giá thành nó rẻ hơn đấy. Thì cái dáng hương tam bảo sắc này có giá là 300.000 một cây nhé các bạn. 300.000 một cây ạ. Một loại lan mà hoa đột biến nó cho màu trắng ngà. Đấy. Như nếu mà một cây lan dáng hương tam bảo sắc mà hoa bình thường á thì nó sẽ gồm có cả 3 màu là màu tím, màu trắng, màu vàng. Đấy. Và nhưng mà cây này nó đột biến là nó mất hẳn cái màu vàng và màu tím rồi nhé các bạn nhé. Nó chỉ có màu trắng ngà thôi. Đấy. Đó. Mỗi một cây như vậy là có giá là 300.000 nhé các bạn. Mỗi một cây cũng đều được trồng trong một cái chậu như này rất là đẹp ạ. Đó. Và còn tiếp theo đây em giới thiệu về những cái phần lan mà hôm nay em có cho các bạn nhé. Thì ở đây thì em có một phần chầm tím này. Phần chầm tím này của rừng Lào nhé các bạn. Chầm tím rừng Lào nhé các bạn. Vừa rồi là các bạn để quên ở trong cái thùng mà để ở góc nhà nên là những cái mầm đang lên trắng toát như này ở đây các bạn. Đó. Và cũng có một bông hoa đang nở này. Đấy, chầm tím rừng Lào. Thì cho cái này nở trong thùng mà mặt bông nó sẽ hơi nhạt nhạt hơn chút các bạn. Tuy nhiên là lúc chúng ta trồng lên là mặt bông nó sẽ rất tím đậm và hoa rất là thơm nhé các bạn nhé. Đấy, phần lan trầm tím rừng Lào này có giá là 300.000 nhé các bạn. 300.000 nữa. Và còn đây em có một phần kiều dẹt này cũng có giá là 300.000 đấy.
Đây là một phần kiều dẹt nhé, có giá là 300.000 đấy ạ. Đó. Một phần kiều dẹt này cũng được khá khá là nhiều. Đấy, về chúng ta ghép một giỏ cũng rất là đẹp đấy ạ. Và còn đây là một phần giáng hương hải yến nhé các bạn. Giáng hương hải yến thì đây như đây thì tình trạng cây đang bắt đầu nhú nụ như này rồi nhé các bạn. Đấy, cái phần giáng hương hải yến này em để giá cho các bạn là 200.000 nhé các bạn. Đấy, phần giáng hương hải yến này. Đó, cây đang lác đác một vài cây là đang xuất hiện nụ như này rồi các bạn. Đấy, như cây này một nụ này. Không biết là ở bên dưới đây có nhiều cây ra nụ không? Như cây này một nụ đây. Như điển hình là ở đây em thấy hai nụ, đây đây một nụ đây là ba nụ ấy này. Đấy. Thì chắc chắn là những cây còn lại nó đang ra nụ rồi. 200.000 thôi phần hải yến này. Và còn đây là một phần phần lan long tu đá trắng với long tu đá tím lẫn lộn nhau chút rồi các bạn ạ. Như những thân dài dài này nó là long tu đá tím này, còn những thân ngắn nó là long tu đá hoa trắng này. Đấy. Đấy, nó lẫn lộn nhau rồi. Đấy. Phần này thì em chia sẻ mọi người là có 120.000 thôi. Đó. 120.000 phần lan này nhá, long tu đá trắng lẫn lộn với long tu đá tím nhá. Và còn đây em có một phần lan đuôi cáo, dáng hương đuôi cáo. Cây lá xếp loại cây nhỏ nhé các bạn. Cây lá xếp loại cây nhỏ luôn này. Đấy. Đó, như cái này là nó liền rề nhau này. Đấy. Cây lá xếp V lên rất đẹp luôn. Đó. Để em đếm luôn cái phần này là nó sẽ gồm có bao nhiêu cây nhá. Như ở đây có ba ngọn này. Đấy. 4 ngọn cây này xếp cực kỳ là đẹp luôn, lá dày đẹp, lá ngắn nhá. Ở đây có 4 ngọn rồi này. Đó, cây này thì hơi bị xếp lưng một tí, 5 ngọn này. 6 ngọn này. 7 ngọn này. Đó. 8 ngọn. 9 và 10 này. Đây cây này là một cặp luôn. 9 và 10. 11 này. 12 này. 13 này. Nhiều ạ. 14. 15. Đó. 16 này, cây này to và đẹp nhất đây. 16 rồi nhá các bạn. 17, cây này thì gọi là khuyến mãi cho các bạn thôi chứ còn cây này nói là xếp nhưng mà là bản lá được bản lá to nhưng mà cũng không không hẳn là xếp mấy. Đấy. Đấy, được mỗi cây là đẹp nhất đó. Đấy, phần này thì em để giá cho mọi người là 600.000 thôi. Vào mỗi cây có mấy chục nghìn, đấy, rất là rẻ đẹp luôn. Đó. 600.000 cái phần lan đuôi cáo này nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì em còn có lan dáng hương đuôi cáo nhưng mà em hôm nay em chỉ đủ giả đơn cho các khách hàng thôi. Cái này thì có giá là 250.000 một kg nhưng mà em chỉ đủ đơn để trả khách hàng thôi. Nên là em sẽ không còn nhận được thêm đơn hàng cáo xô mà 250.000 nữa. Và còn đây là lan dáng hương đuôi cáo. Ở đây chủ yếu toàn hàng dề thôi các bạn. Toàn là hàng dề thôi, hàng dề cây mẹ con nhé các bạn. Đấy, hàng dề cây mẹ con này có giá là 350.000 một kg đấy. Đấy, toàn hàng dề nhé các bạn nhé. Dề 2, 3 cây và dề cây mẹ con. Đó, như dề này là 4 cây này. Đấy, các bạn thích dề mấy cây thì cứ điện cho chúng em nhé. Như dề này rất là nhiều cây, nhiều ngọn luôn. Đó, thì điện liên hệ chúng em để đặt hàng theo ý muốn của mình. Và còn đây là cáo loại cây to. Dáng hương đuôi cáo loại cây to này thì có giá là 300.000 một kg đây. Đó. Cây rất là to đẹp luôn, hàng tuyển đẹp ra đấy. Đó. Chứ còn như các bạn cũng biết đấy, em bán hàng xô nó riêng. Đó. Còn đây là em bán nguyên hàng cây to thôi, còn hàng xô thì em bán với cái giá xỉ đi cho các khách hàng rồi. Đấy, tình trạng cây cáo thì bây giờ đang ra nụ nhá các bạn nhá. Đây là một vòi nụ đang ở bên trong này. Đó. Đấy, cây nào cũng có nụ hết ạ. Đó. Cây này đang nụ đây. Đó. 300.000 một kg loại cây lan đuôi cáo loại cây to nhé, còn 350.000 loại cáo hàng dề nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo đây thì em có lan kim thoa. Lan kim thoa thì hôm nay về toàn hàng dề thôi các bạn. Đó. Dề rất là to luôn ạ. 150.000 một cân. Đấy. Thì như dề này chắc là độ khoảng 2 3 cân các bạn ạ. Nên là các bạn đặt hàng thì thích dề mấy cân thì cứ điện chúng em. Là như dề này rất là to luôn. Dề này quá là to. Dề này phải gần đến gần chục cân các bạn. Cái dề bên dưới đây. Đó.
Nên là các bạn thích hàng dề cỡ nào thì cứ điện cho chúng em để đặt hàng nhé các bạn nhé. Dề 5 lạng có, dề 1 cân có nhá. Đấy. Lan kim thoa thì bây giờ đang chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn. Đó, có những cây ra nụ mà đang ra được bông rồi đây. Đấy. Còn còn ở đây thì tất cả đều đều còn chưa ra nụ nhá các bạn. Chỉ có mỗi cái dề to nhất này là đang ra nụ thôi. Đấy. Bây giờ đang đi vào bắt đầu đi vào mùa đầu mùa thôi. Đấy. Những cây dề to này thì hết nụ rồi các bạn. Dề to này thì hết mùa hoa rồi. Đó. Đây như cây này đây đang ra nụ này. Đấy, đang sưng nụ đây. Đó, cây này đang sưng nụ nhé các bạn nhá. Đây, đây là một cái nụ của lan kim thoa nhé. Lan kim thoa có giá là 150.000 1 kg thôi. Đấy. Và còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc thì có giá là 300.000 1 kg đây, nhưng mà chắc là hôm nay em cũng còn độ khoảng vài kg. Tại vì lượng khách đặt hàng tối hôm qua khá là nhiều. Đấy. Và còn đây là lan báo hỷ. Lan báo hỷ này thân khá dài đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Có giá là 150.000 1 kg thôi ạ, lan báo hỷ ạ. Đó. Và tiếp theo đây em có những cái phần lan mà nhất điểm mà đây là một phần lan nhất điểm hồng này. Còn đây là môi tua này. Đấy. Em bán ủa, cái môi tua này sao có lấn cả 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 kim Việt Xuân này. Đấy. Chắc là các bạn ấy giới hàng ra là không được ấy, cái môi tua. Rồi hôm nay không có lan môi tua. Đấy. Đấy, cả hai phần này có giá là 100.000 thôi các bạn. Đấy. Đây là nhất điểm hồng này. Còn đây là môi tua này. Và có lẫn cả một ít kim điệp xuân này. Đấy. Đó, môi tua kim điệp xuân. Rồi nhất điểm hồng. Lẫn lộn nhau là 100.000 nhé các bạn nhé. 100.000 ạ. Còn đây một bó này, bó dáng hương Mỹ Dung này. Bó dáng hương Mỹ Dung này thì cũng có giá là 100.000 đây. Đấy. Gồm có hai bó, một bó dây vàng và một bó dây xanh và một bó dây đỏ nhé các bạn nhé. Thì là 100.000 nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo đây là một phần lan phi điệp vàng. Phần lan phi điệp vàng này đây thì có giá là 100.000 nữa này. Đó. Còn đây là lan hoàng phi hạc có giá là 300.000 1 kg nhưng chắc em hết hàng rồi. À đâu, em xin lỗi, đây là hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Đây là lan hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 ạ. Thì chắc là em hết hàng rồi. Đấy. Còn đây lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột thì chắc hôm nay còn độ khoảng 1-2 cân nữa. Tại vì khách hôm qua đặt hàng khá là nhiều. Đấy, lan đuôi chuột có giá là 150.000 1 kg ạ. Đấy, rất là rẻ. Và còn đây là lan kim thoa nhé các bạn. Đấy, thằng mi đấy. Đúng không ạ? Còn đây là lan hạc vĩ bắc nhé các bạn. Đây là lan hạc vĩ bắc ạ. Đấy. Lan hạc vĩ bắc thì bây giờ đang lên mầm gốc rất là xanh mướt rồi các bạn. Đấy là cũng là cái mùa để chúng ta ghép rất là thích hợp luôn. Đấy, lan hạc vĩ bắc có giá là 280.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Và còn đây là lan cẩm báo. Lan cẩm báo thì bây giờ đang ra nụ rất là nhiều luôn các bạn. Đấy. Cẩm báo này em nhập ở rừng Tây Bắc nhé các bạn. Cẩm báo hàng rừng ạ. Thì cây to cây nhỏ nó sẽ có lẫn lộn nhau nhé các bạn. Đó. Nhưng mà em thấy là đa phần hàng là rất đều đều nhau. Đấy. Cây nhỏ ít thôi, tỷ lệ cây nhỏ rất là ít thôi các bạn. Đấy. Khuôn dưới toàn cây to thôi ạ. Đó. Đấy. Tình trạng nụ này, nụ dài quá thì có những nụ nào dài quá thì nó bị gãy này. Đấy. Lan cẩm báo thì lan cẩm báo có giá là 300.000 nhé các bạn nhé. Đó. 300.000 1 kg lan cẩm báo ạ. Còn đây là lan vải rồng có giá là 150.000 nữa này. Vải rồng này của rừng Lào nhé các bạn. Và còn đây nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng chắc cũng gần hết hàng. Chắc có nhận đơn được độ khoảng 1-2 cân nữa thôi. Thì nhất điểm hoàng thì cho hoa rất là thơm. Đây là những mặt bông của nhất điểm hoàng đây. Đó. Hoa thơm như quả cam ấy, rất là thơm ạ. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg ạ. Đó. Và còn đây là lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân bây giờ nó đang lên mầm gốc chi chít luôn này. Đó. Mầm gốc lên rất là xanh tươi. Đấy, lan kim điệp xuân thì có giá là 130.000 1 kg thôi các bạn.
Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào. Ngọc thạch rừng Lào thì có giá là 180.000 một kg. Còn đây là lan hương vani. Hương vani cho hoa rất là thơm luôn. Và chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Bây giờ nó đã xuống lá như này rồi, xuống lá sơ xác hết rồi. Đấy, bây giờ là chỉ còn những cái thân tơ và thân già. Lá gần như là không còn mấy rồi. Đấy. Hương vani có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây là hoàng phi hạc đây. Đấy, cái hoàng phi hạc mà em cứ hay bắt nhầm với cái thằng hoàng thảo xoắn. Hai thằng nó gần na ná giống nhau, nhưng mà cái hoàng phi hạc thì nó cho thân vàng hơn. Đấy. Nó cho thân vàng óng hơn và nhìn nó cũng có những cái điểm khác biệt riêng. Đấy. Lan hoàng phi hạc thì có cái giá rất là rẻ, 170.000 một kg thôi các bạn. 170.000 một kg hoàng phi hạc nhé. Và còn đây là lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì cứ mỗi hôm về được độ khoảng chục cân, hơn chục cân. Đấy. Mặt bông của hơn lan sơn thủy tiên đây. Đấy. Nhìn họng này. Bông này là họng đỏ này. Đấy. Bông vàng họng đỏ, bông vàng họng đen, bông vàng họng nâu. Đấy. Về mặt bông của sơn thủy tiên nó là cũng khá là đa dạng. Như hiếm nhất là cái mặt bông mà cánh vàng họng đen. Đấy. Hiếm nhất là bông đấy. Bông đấy kiểu như là một dạng đột biến của lan sơn thủy tiên rồi. Đó. Cái sơn thủy tiên này có giá là 200.000 một kg nhé các bạn. 200.000 một kg ạ. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì bây giờ cũng đang lên mầm gốc, rất là xanh tươi rồi. Đấy. Long tu xuân thì hàng năm nay thì không có nhiều. Năm nay cũng rất là khan hàng luôn. Long tu xuân thì cực kỳ là dễ thuần mà hoa rất là đẹp. 280.000 một kg nhé, lan long tu xuân nhé các bạn. Và còn tiếp theo đây là kiều tím đấy. Kiều tím chắc em sợ thiếu hàng cho các bạn rồi. Đó. Kiều tím thì có giá là 350.000 một kg các bạn ạ. Đấy. Kiều tím có giá là 350.000 một kg ạ. Đấy, em xin được quay sơ sơ qua thôi, tại vì số lượng hàng chắc cũng hết rồi các bạn ạ. Để em xem tí nữa em xem sổ, xem cân đối, xem nếu còn hàng thì em sẽ nhận được tiếp đơn. Tại vì kiều hồng thì bây giờ đang ra nụ như này các bạn ạ. Đó. Những cái nụ đang rất to như này rồi đây. Đây là lác đác những cái nụ đang ra nhé. Còn rất rất nhiều thân là đang sưng mắt nụ thôi. Như thân này đây đang sưng mắt nụ này. Là một cái thân già không hề có lá luôn. Mà nó vẫn còn đang có nụ nhé các bạn nhé. Đó. Về cái đặc điểm của cây kiều thì cũng khá là ấy. Còn đây là ngọc thạch. Ngọc thạch rừng Bắc nhé các bạn. Đây là ngọc thạch rừng Bắc đấy ạ. Đó. Ngọc thạch rừng Bắc thì bây giờ cây đang ra mầm hoa nhé các bạn nhé. Còn rừng Lào nó tàn hoa hết rồi. Còn ngọc thạch rừng Bắc thì chưa ra hoa. Đấy, bây giờ đang nứt nụ nha các bạn nhá. Đấy, toàn những thân như thân này, hai thân này vẫn chưa ra nụ này. À cũng nứt ở đây. Đây đang nứt nụ cả rồi, đó. Đấy, đang nứt nụ trắng trắng hết rồi. Đó. Đó. Ngọc thạch rừng Bắc thì có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Đó. Và còn đây là sóc tím, sóc Lào đấy ạ. Sóc tím sóc Lào thì bây giờ cây cũng đang là mùa nụ như này nhé các bạn nhé. Sóc tím sóc Lào có giá là 180.000 một kg ạ. Còn đây là kim điệp nhựa chắc cũng không còn đủ hàng cho khách đâu. Đấy. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm này. Cái đây là cây hàng giống thôi nên là có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Đó. Còn đây là lan đuôi chồn Bắc đây. Đuôi. Ôi trời. Đấy. Còn đây là lan đuôi chồn Bắc đấy ạ các bạn. Đuôi chồn Bắc đây lá rất là tươi và lá nó dày hơn đuôi chồn Lào rất là nhiều. Đấy, đuôi chồn Bắc thì cây bây giờ đang bắt đầu ra nụ như này nhé các bạn nhá. Đấy, cây đang ra nụ này. Nụ đây. Đấy, cây đang ra nụ rất là nhiều ạ. Đuôi chồn Bắc này có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Chồn Bắc thì năm nay phải nói là cực kỳ là hiếm. Không còn hàng và giá cũng rất là đắt. Em chả biết nói sao nữa về cái mức giá là 300.000 một kg này. Nhưng mà em lấy được cái số lượng hàng nó như nào thì em chia sẻ mọi người như thế nhé các bạn nhé. Đấy. 300.000 một kg. Đấy. Về cái đuôi chồn Bắc này.
Còn đây là đuôi chuồn Lào đây. Đuôi chuồn Lào thì có giá là 250.000 một kg ạ. Đó, 250.000 một kg. Thì thôi thì số hàng này xấu xấu thôi em cũng xả đi cho mọi người là 220.000 nhá, một kg nhá. Chắc chỗ này chỉ có độ khoảng 1 kg thôi. Đó. Cây này thì nó cũng rất là nhẹ. Và còn đây là đùi gà. Đùi gà này hàng đẹp nhá các bạn nhá. Đùi gà này hàng đẹp luôn ạ. Chứ không phải là hàng xấu. Hàng xấu thì có giá là hơn 100.000 thôi. Nhưng mà cái đùi gà hàng đẹp này thì là 250.000 một kg đấy ạ. 250.000 một kg. Đùi gà tròn nhá các bạn. Đây là đùi gà tròn ạ. Và còn tiếp theo đây có đùi gà dẹt đây, đùi gà dẹt hàng giống. Đùi gà tròn khác với đùi gà dẹt nhá các bạn nhá. Đùi gà dẹt nó đấy, cho bông là họng tím, cánh của nó cũng có màu tím trắng. Còn đùi gà tròn thì có cái họng tím đen nhá các bạn. Đấy, đùi gà dẹt thì màu sắc thì cả hai thằng nó đều cho bông màu tím thôi, nhưng mà nó khác biệt nhau là ở cái họng mắt cua đen. Và cái đùi gà dẹt thì nó là mắt cua tím. Đấy, nó là thế. Đùi gà dẹt cái này thì hàng giống thôi các bạn. Hàng giống mà cây bây giờ đang lên những mầm gốc như này nhá. Đang lên mầm gốc này, trắng toát này, chí chít luôn. Đấy, đùi gà dẹt này có giá là 150.000 một kg thôi. Đó. Còn đây lan kiều vuông. Đây là lan kiều vuông. Lan kiều mỡ gà nhá. Đó. Thì có giá là 250.000 một kg ạ. Lan kiều vuông, kiều mỡ gà này thì bây giờ cũng tình trạng là đang bắt đầu sưng mắt nụ thôi. Đấy, chưa có nụ nhá các bạn nhá. Đang chuẩn bị đi vào mùa nụ thôi. Kiều vuông, kiều mỡ gà này có giá là 250.000 này. Đó. Và còn đây là lan kiều vàng. Kiều vàng thì bây giờ khóm nào đang nụ rất to như này nhá các bạn nhá. Đấy. Chỉ cần là có khi là em gửi đến tay các bạn là những cái nụ này nó đã nở hoa rồi này. Đó. Nó chỉ cần vài ba ngày sau nó nở hoa rồi. Đấy, như những nụ này thì phải tuần sau nó mới nở hoa nhá các bạn nhá. Nụ như này. Đó. Đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Lô hàng này là hàng đẹp, hàng tuyển nhá. Thân to nhiều lá. Đấy. Gần như là toàn thân tơ thôi các bạn. Đó. Đây, nụ khóm nào cũng đang nụ chi chít cho các bạn chơi hoa luôn. Đó. Như khóm này thì còn chưa thấy xuất hiện nụ đâu này. Đấy. Khóm này thì chưa thấy có nụ này. Đấy, còn như khóm này đây, khóm này có nụ không? Khóm này cũng chưa có nụ này, đang sưng luôn này. Đó. Đang sưng ra tí này, làm sao bắt nét này. Đấy, đang sưng ra này. Đó. Đây, như thân này bị rụng nụ này, nụ to quá bị rụng này. Đấy. 250.000 một kg. Lana kiều vàng hàng tuyển này nhá các bạn nhá. 250.000 một kg ạ. Và còn ở bên này đây thì có cái loại giá rẻ hơn đây là nó đã trổ hết hoa nhá. Như cái này là cũng là cây hàng tuyển này thôi. Đấy, lô hàng tuyển các bạn để lấn tí. Cái hàng thân đây, thân nhỏ hơn thì ở bên này thôi các bạn. Bên này có cái hàng chỗ đống đấy em chưa lọc hàng ra. Đấy. Còn cái này đây thì có giá là 180.000 một kg thôi này. Đấy, hàng xấu xấu nhá. 180.000 một kg. Loại hàng thân nhỏ, thân xấu, loại gầy gầy này nhá. Đó. Tiếp theo đây là lan kiều vuông. Kiều vuông này cũng có cánh trắng họng vàng này, kiều vuông của Lào nhá các bạn. Kiều vuông rừng Lào. Kiều vuông thân ngắn này ạ. Thì có giá là 200.000 một kg nhé các bạn. 200.000 một kg lan kiều này ạ. Thì lan kiều này đã hết mùa hoa rồi các bạn. Còn đây là cây hoàng lạp lấn đó. 200.000 loại kiều thân ngắn này nhá. Còn đây là lan hoàng lạp. Đây là lan hoàng lạp ạ. Mẻ lan hoàng lạp này cũng cây khá to và đều ạ. Như đây là mấy khóm nhỏ nhỏ mà các bạn ấy mới đặt lên thôi. Chứ còn bên dưới là toàn là hàng dề đẹp đấy ạ. Đó, còn có cả lấn kiều. Đấy. Đấy, toàn dề đây. Đó. Đấy. Bên dưới này toàn hàng dề đẹp thôi. Đó. Lan hoàng lạp này có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Đấy, toàn dề đẹp thôi. 150.000 một kg ạ. Đó.
có những dề 1 cân có nhá. Đấy, và tiếp theo đây là Lana dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc có giá là 250.000 1 kg ạ. 250.000 1 kg nhé các bạn. Có những cái nụ rất dài như này rồi nhưng mà nó hỏng hết nụ các bạn ạ. Những cái vòi đây là những vòi nụ đây. Như cây này chưa thấy ra nụ đâu này. Đấy, cây này hàng rừng thì nó sẽ có bị nát lá đôi chút. Như cây này nát sắn ở rừng rồi. Chứ không phải là nát do vận chuyển nữa. Đấy, những vòi nụ bây giờ đang là mùa hoa thì cũng là mùa chúng ta ghép là thuận lợi nhất cho cái cho các loại lan nhá. 250.000 1 kg lan dáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người. Và các bạn thích loại hàng nào, vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại 0984754102 và 0967 615815 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn đam mê lan trên quốc nhé.